Bây giờ bà bán hàng rồi bà làm gì cái nghề của bà trên online đồ nội gì đó. Anh ít may mắn trong chuyện nghề nghiệp nhưng anh rất may mắn trong cái chuyện tình cảm gia đình. Nói thật là anh cái này cũng có nhiều khi tâm linh lắm. Có nghĩa là anh không biết cái thời gian đó nói tiếng trầm cảm thì anh đi bác sĩ hết rồi, nói chuyện cái bệnh viện tâm thần đó anh nói chuyện với em 10 bác sĩ là anh đi hết 5 người rồi đó. Mà 2 năm trời như vậy đó, có nghĩa là anh không biết bị gì, coi như là ra sân khấu hả, nghe cái tiếng trống tiếng đờn là bắt đầu là tim mình nó đập nhanh lên, cái nó giống như nó có một cái gì đó nó làm cho mình chùng bước là không ra sân khấu được nữa, giống như cái kiểu nữa là phải mệt đó thôi, phải nghỉ. Mà tới giờ hát rồi, mà nếu mà trầm cảm thì hỏi người ta thì không, thì anh hỏi bác sĩ á, thì tại sao lý do tôi bị vậy, thì bác sĩ chỉ nói câu gì, nói là đó là anh do cái tâm lý của anh bị suy nhược cơ thể, rồi cái tâm lý của anh nó nặng quá, có nghĩa là mỗi lần anh ra hát thì anh cứ nghĩ ra đó là ví dụ như vậy, không biết anh hát có được hay không, hoặc là gì tâm lý anh, cho nên anh mới bị vậy. Bây giờ anh phải qua cái cơn khủng hoảng này, anh uống thuốc và anh phải nghỉ một thời gian vậy. Tự động anh rơi vô cái hoàn cảnh đó, rồi ai là cái người kéo anh ra khỏi đó để anh trở lại sân khấu và anh diễn tiếp tục cho tới bây giờ? Cái này thì nó cũng cái thời gian nhiều lắm, qua 2 năm ở nhà uống thuốc hoặc là này nọ tất cả thứ rồi đó, thì nó giống như cái nó từ từ nó dơi đi, giống như mình cố gắng lên, mình tại vì mình nghĩ mình còn 2 đứa con, thấy không? Không lẽ bây giờ suốt đời mình không đi làm nữa, rồi tiền đâu nuôi con hoặc gì đó, rồi mình cái mãnh lực của mình nó có lòng mình từ càng ngày cái mình nói không lẽ bây giờ tôi sợ hoài sao, thấy không? Ví dụ vậy, rồi cái mình cũng có nhiều người và trong đồng nghiệp mình khuyên mình sợ gì mày sợ, mày cứ đi ra với tao hoặc là gì đi nọ đó, rồi đồng nghiệp người này người nọ, anh em người nào người lớn đó, người ta khuyên mình không có được ở trong nhà rú gì hoài, tại vì hồi đó là ở nhà mà không đi đâu trơn á, bệnh nó ngộ lắm, ra đường thấy ông người là sợ luôn đó. Nhiều khi người ta kêu thường mình đi ăn đi nhậu rồi lúc trước là cả đám đi là vui đúng không, mà tới chuyện có cái bệnh đó rồi là không đi đâu trơn á, ai lại kêu đi ra trước ngồi chơi cũng không chịu nữa ở nhà. Nói chung bây giờ nghĩ lại, giờ nói cũng nhắc lại tôi nổi da da gà chăng. Thật sự là qua rồi. Rồi tự nhiên rồi tôi phấn đấu cái lý trí mình lên. Nhưng mà Dung An biết không? Là khi mà tôi vừa qua cái cơn bệnh đó, là tôi đang đi cái bậc này phải không? Tôi qua cái bệnh xuống là tôi trở vô nghề là tôi nhảy xuống cái bậc này. 2 năm trời thôi đó. Cái nghề này mà ông đi hát mà ông chỉ cần 2 năm ông không đi hát, khán giả không biết ông liền. Khán giả giống như không biết ông nữa, mà khán giả giống như người ta hơi quên mình chút, thì dĩ nhiên người ta đánh dấu hỏi ông đâu á, tới chừng mình ra mình hát lại thì mình, nhưng mà cái giật lại nó mình không bằng xưa, biết liền, từ từ nó cũng kéo lên lại đâu, ông đi khoảng 1 năm 2 năm 3 năm bắt đầu kéo lại bình thường. Cái vai diễn đầu tiên của anh trên sân khấu chuyên nghiệp là vai gì? Cái vai mà người ta biết đó, tôi là vai Lý Quang Sơn trong Tuồng Nặng Gánh Giang Sang. Còn cái vai khi mà sự cố xảy ra, vai đầu tiên anh trở lại sân khấu là vai gì? Đầu tiên dở trở lại sân khấu mà sau này là bắt đầu năm 2016, cách đây khoảng 7 năm, để coi là 7 năm tôi nhớ tôi vô là cái vai đó là cái vai Phước Lộc Thọ, là vai công tử gì, cái vai này là tại vì nói chung là của Sơn Giáo Hoàng Không Diệt đó. Cái tuồng này tuồng cổ. Cũng không cần cụ thể, nhưng mà ngày xưa anh học cải lương, anh học là cải lương thuộc cái dạng mà anh Thanh Điền dạy. Nhưng sau này qua cũng hát cải lương, nhưng mà không phải là xã hội, không phải là kiếm hiệp, mà tôi thấy anh Nghĩa hát nhiều về hậu quản. Đúng rồi, hậu quản, sau này nữa. Theo anh thì cái nào nó khó hơn? Nói chung là mỗi cái nó có cái khó khác nhau. Cái xã hội nó cũng có cái khó của cái xã hội, mà cái hậu quản nó khó của hậu quản. Cái hậu quản thì nó là sao? Cái hậu quản là nó khó vì vũ đạo. Tại vì nếu mà mình hát biết mình hát hậu quản đó, nếu một cái dây bình thường, dây văng cái dây mà văn mà đi ra nói chuyện rồi ấy thì thôi không gì, nhưng mà gặp một cái gia tướng võ thì phải có bộ, nếu mà không có bộ thì không có ra cái giai. Cái bên hậu quản nó ngộ cái là ví dụ cái hơi anh có thể yếu một chút điệu, nhưng mà cái vũ đạo anh phải khá, chứ cái vũ đạo nó yếu là anh sẽ thua liền. Thường thì thấy anh Vũ Linh á, ảnh diễn á là hậu quản là anh diễn ngoài sân khấu, còn quay các cái chương trình tuồng tích trên các băng video thì ảnh làm xã hội nhiều hơn hậu quản. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì anh Vũ Linh là một trong những cái người mà trong những cái thập niên 80-90 anh Linh rất nổi trội. Và anh Nghĩa đứng chung với một cái đàn anh mà nổi trội như vậy, anh Nghĩa cảm giác như thế nào?
Thôi bây giờ nói Vũ Linh thì mới nhớ. Anh càng quý anh năm Vũ Linh. Em biết cái có một cái thời gian đó, hồi lúc trước là anh hát chung ảnh sao đó, là ảnh nghỉ đoàn Trạng Trang 2, lúc đó anh cũng nghỉ hát luôn, lúc sân khấu bắt đầu nó hơi vắng khách rồi, là nó bị khủng hoảng. Anh lúc đó là anh cũng tính đi học lái xe rồi. Nói chung là mình ở trong đầu mình đó là thôi bây giờ đi học lái xe. Lúc đó vừa đi hát xe mà vừa lúc đó là tôi đi bên nhóm hài Phú Quý, tôi đi tấu hài rồi. Tình cờ một cái ngày đó đó có một cái chương trình đại nhạc hội hát ở trên Bình Dương, tôi nhớ hoài. Bình Dương thì chương trình đó là có đại nhạc hội, thì tôi lên tôi thì tấu hài, còn anh Linh mình lúc đó Vũ Linh thì anh hát cái trích đoạn hay gì đó, rồi gặp ảnh, hai người nói chuyện nhau, thì tại vì lúc trước mình đi chung đoạn ảnh, giờ gặp lại nói anh Năm ơi, bây giờ thật sự mà nói là em nhớ nghề hát, chứ còn cái này đâu phải nghề em đâu, đi chơi kiếm tiền chơi mà buồn anh, bây giờ để cho đỡ buồn thôi. Ví dụ như mốt mốt anh Năm mà có đi làm đâu mà có đoàn nào đó anh Năm làm mà hú hí em về làm vui không? Cái ổng cười cười nói ừ được rồi mẹ ơi, cười ổng vừa thuốc cũng vừa trả lời ừ được rồi, nói vậy thôi, anh em nói vậy rồi thôi cũng không gặp nữa. Cái sau này anh về đoàn anh Bộ Quế, em biết đoàn Bộ Quế đó, đoàn Sông Bé Hai đó, Sông Bé Hai thì về dựng cái tuồng Ngắn Cánh Ngang Sang, nãy tôi mới nói cái giai đó là anh Linh hát dây chánh, anh hát dây nhì, là khi anh về anh hát lại cái giai đó, bởi vì tổ nghiệp cũng thương anh, coi như là tại vì anh là một cái người quá yêu nghề, mà tại sao anh phải bỏ nghề đi học lái xe phải không? Dưỡng nghề chắc ông tổ thấy đau thương lại. Sao đâu á, chắc ông tổ cũng kéo mình lại hay sao á, thật sự luôn. Anh gặp cái giai đó, trúng cái giai đó, thì cái giai đó thì anh hát, hồi đó là em cũng biết rồi, ngày nào cũng hát trơn á, tối là thứ hai từ thứ ba thứ bảy chủ nhật là ngày nào cũng hát, rạp đi vòng vòng có những đêm nào cũng hát. Lúc đó thì nói chung mình hát thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nó có quay TV truyền hình, quay gì TV gì đâu, hát sân khấu mà. Hát sân khấu. Khán giả nào tới coi rạp đó mình biết mình thôi. Mình hát một giờ nó bật cái là đồn, giống như khán giả người ta đưa coi là bật. Thì một cái ngày đó tôi nhớ hoài cái chị mà bán son phấn á, thường thường cái chị son phấn á, chị vô trời ơi nói gì em có tên rồi đó nghe. Nói vậy đó. Trời ơi nổi tiếng rồi nè, có tên rồi, ý nói là giống như cái kiểu như người ta ngoài tôi cũng đi coi, thì ví dụ như người này rầm rầm rầm, ừ có nghệ sĩ trong nghĩa nó hát hay lắm mà đại đại vậy kiểu vậy, nghe về mừng, thì về mừng ngủ cũng được luôn, nói là mình nổi tiếng rồi, mình có tên rồi, đây là mình cũng đã nhóm lên rồi đó, thấy không? Đó cho nên là anh Nam Vũ Linh cái người đầu tiên mà hả dẫn dắt về cái đó, là tự nhiên lúc đó là Trọng Nghĩa bật lên, bật vô giải Trần Hữu Trang luôn, mặc dầu Trọng Nghĩa không được huy chương vàng giống như nghệ sĩ Kim Tử Long hoặc là Tài Linh Ngọc Quyền đồ, nhưng mà Trọng Nghĩa vẫn vô được cái top yêu thích đó, mà diễn viên được diễn viên yêu thích của năm 92 anh Nghĩa, năm 92 bàn đạp mình từ đó mình phấn đấu mình đi. Thời điểm đó là thời điểm bắt đầu của sự huy hoàng nhất phải không? Đúng rồi, lúc đó là 92 là bắt đầu là video hồ quản rồi họ tất cả gửi các thứ là bên nước ngoài đưa về đây, gửi đi về làm đặt hàng làm, như là bắt đầu là cả đó là cái khán giả ở ngoài nước ngoài đó là mới biết mình là ai nữa. Khi anh đi làm vậy thì gia đình anh, cái gia đình nhỏ của anh nó tác động như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào tới công việc của anh? Cái hậu phương mình nó quan trọng. Nói chung là sau này tôi giờ mình đó là cũng là an cư lạc nghiệp rồi, giờ có cái vốn mình sống rồi, là không mình không còn phải nặng đầu như lúc trước nữa. Thật sự lúc trước mỗi lần ấy là rất là nặng đầu suy nghĩ, rồi bây giờ thì thôi, giờ mình như đó, giờ đâu có cần gì phải nặng đầu, cái tuổi này mình đâu phải là còn phải bánh bóng tên, đến giờ ai cũng biết mình tên tuổi vậy rồi, bây giờ mình đánh gì nữa, thấy không? Thì thôi bây giờ mình cũng là thôi, có vốn nhiều sống nhiều mà nát là làm, nhưng mà Trọng Nghĩa tương lai cái hướng thì Trọng Nghĩa muốn khi mà 40 năm nghề, năm nay làm được thì có thể năm tới thì Nghĩa sẽ làm một cái chương trình, nó cũng vừa gọi là đại khái là mình làm một hai cái đích đoạn gì mình thích đó hoặc là gì đó để mà để lại. Mà đây mang cái tiếng là làm kỷ niệm chứ không phải kinh doanh, không phải cái gì hết trơn, mà làm live show Trọng Nghĩa. Live show, mà nói tiếng live show thì nó bự, còn này mình làm một cái chương trình gì là nghiệp tổ nghề gì đó, mình sẽ tính trong đầu mình sẽ live show có gì đâu bự, live là trực tiếp, còn show là show diễn, một show thì... diễn trực tiếp thôi, mình cứ làm cho mình, khán giả đến với mình đó là khán giả của mình. Và nghệ thuật khán giả không có riêng ai, của tất cả những người làm nghệ tử tế. Anh cho một cái lời khuyên đối với những nghệ sĩ cải lương trẻ trong thời buổi ngày hôm nay, nếu muốn phát triển cải lương, nếu yêu cải lương và muốn làm nghệ sĩ cải lương. Giờ á, thật sự mà nói thì ai bây giờ đi cái nghề cải lương này á, thật sự là em nào cũng đã kinh tế gia đình đã đầy đủ hết rồi.
không cần mà phải nặng nợ về tiền bạc, thì nó cố gắng là đi, và đi trên cái con đường mà những cái người mình đi trước, và đi theo một cách êm thấm thôi. Tại vì những người đi trước là ta giống như ta nằm xuống cởi cân đỡ tụi anh, là mới mốt mà nè lót đường để cho mấy người đi lên. Mình đi theo một cái tư duy của cái nghề này, chung là phải đi cho chu khuôn, phải có người lớn nào hướng dẫn anh, chứ không phải là anh muốn làm theo tự ý anh, mà anh làm bậy mà anh cho là đúng. Những nghệ sĩ sau này anh khuyên vậy. Cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình Người Kể Chuyện Đời, và mong rằng những cái điều mà anh nói nó sẽ có ích, và đó không dừng lại ở cái chỗ là tâm sự, nó còn là một cái gì đó góp ý để cho mọi cái được tốt hơn. Các bạn nhớ giờ phát sóng của Người Kể Chuyện Đời. Chị ở Thanh Hóa, công việc của chị thì trước đây chị làm thợ may, nhưng mà bây giờ chị đi nội trợ giúp việc. Chị đang làm ở Hà Nội. Quê là Thanh Hóa nhưng mà làm ở Hà Nội đúng không ạ? Quê chị ở Thanh Hóa, chị đang làm giúp việc ngoài Hà Nội. Mình làm như thế thì thu nhập một tháng trung bình của mình có bao nhiêu? Năm ngoái của chị thì 7 triệu, năm nay thì 9 triệu. Mình có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Mình là một con người như thế nào chị? Chị đã ly hôn được 26 năm rồi. 6 năm rồi. Chị ở với vợ chồng ở được 26 năm thì chị ly hôn. Khuyết điểm của chị là nhút nhát, chỗ đông người và hay tủi thân. Sợ nói to, sợ cãi nhau. Ưu điểm của chị thì hiền, chịu khó và kiên trì. Sống hết lòng với mọi người, dễ gần. Sao mà vợ chồng ở với nhau 26 năm mà lại chia tay chị hả? Cũng là giọt nước nó tràn ly rồi chị quyết định ly hôn. Tại vì chồng chị là nghiện rượu, nát rượu ngày, suốt ngày rượu thôi. Mà đã rượu vào thì lại hay đánh đuổi, bạo hành rồi đuổi vợ con đi. Cái điểm mà quyết định của chị là hôm đuổi chị đi và vứt hết quần áo của chị ra ngoài trời mưa. Chị ra đi bằng hai bàn tay trắng với hai bao tải quần áo ướt, là chị lên bà ngoại chị ở, là chị quyết định hôm đấy. Nhưng mà những cái thời gian kia thì chị có thấy vậy chịu đựng cả thời gian trước đấy ạ? Thời gian trước thì chị cứ nhìn về con, cứ nhìn về con đấy, về bố về mẹ, về gia đình để cho êm ấm, nhưng mà nhịn không nổi nữa. Thì đến lúc mà chị quyết định chia tay ly hôn thì quân nhà chị lúc đầu nó cũng níu, nhưng đến lúc chị quyết định rồi thì nó bảo thôi cũng tùy mẹ thôi. Bây giờ chị có mấy cháu và các cháu đang học với ai? Chị được 3 đứa con gái, đứa hai đứa lớn nó lấy chồng ở trong Bình Dương, còn một bé út thì đang ở quê với anh trai với chị dâu. Bé út được 14 tuổi rồi, năm nay cháu lên lớp 9. Bé út thì đang ở với ai? Bé út ở chị nuôi, ra tòa là chị nuôi, chị chu cấp tiền đang ăn học. Nói chung là chị với ba cháu đi rồi. Chị được ba cháu gái, cho nên chị cũng không có con trai. Bây giờ chị cũng nghĩ là anh em thì ai có phận đấy, còn mình cũng chả ở với con rể được. Cho nên là chị có mới biết chương trình này cách đây được chưa được một tháng thì chị mới muốn tham gia chương trình này để tìm người tri kỷ để về già nương tựa lẫn nhau. Mình là chương trình của em vẫn là đi trong thành phố Hồ Chí Minh thì chị cũng sẽ dẹp bay vào hôm nay để tham gia. Nếu mà chương trình tìm được người cho chị để nhận hòa thì chị thu xếp chị bay vào, vì quân nhà chị nó cũng ở Bình Dương mà chị cũng vào được. Thì bọn em sẽ báo cho chị sớm, tranh thủ có hoặc trước cùng lắm là trước một tuần, nếu mà trễ lắm thì là trước một tuần.
cái gì á? Ừ. Và bây giờ thì mỗi người là chưa muốn muốn tìm kiếm là như thế nào, chưa miêu tả được ngoại hình, theo cái tính cách đó. Mỗi người bóng là chị chưa bóng hình của chị ấy là cái không săn hiền lành và thương chị, đừng có cắt lầu cua và đừng có săn chỗ, phải thực sự là đến với chị là phải là nghiêm túc, tình cảm nghiêm túc. Và phải có nhà ở thì là chị ly hôn, chị ra đi bằng hai bàn tay trắng, chị nguyên đơn mà chị không có nhà, bây giờ chị không có nhà. Không, không chỉ bảo là không cắt đầu cua, không cắt đầu cua và không xăm, và phải hiền với thương chị chứ. Nhìn người mà giữ chị sợ lắm, nhìn người mà xăm chỗ thì cắt đầu cua chị sợ lắm. Chiều cao quá hay quê quá? Quê, nếu tìm cho chị được người trong Nam là tốt nhất. Đừng có lấy miền Trung, đừng, chị không không muốn về miền Trung đâu. Cười người trong Nam bảo là chị muốn là nếu mà đi đi chắc là đi thẳng vào trong Sài Gòn rồi. Đúng rồi, vào trong Sài Gòn trong đấy chứ không về miền Trung. Ừ, nhưng mà ví dụ như vào mà chị đã giúp việc thì có thể vào trong này làm luôn được không? Thay đổi môi trường làm việc luôn cũng được không? Ừ, vào miền Nam trong khu vực đấy, chứ đừng có vào miền Trung. Thế các em tìm cho chị một ông vào trong Sài Gòn luôn nhá. Ừ, vào Sài Gòn. Sau này là ngày sống luôn nha. Đúng rồi chị nhá. Bây giờ chị, cái nhu cầu của chị trẻ thì chưa qua già, chưa tới. Nếu mà gặp được người ở Sài Gòn thì về cái công việc mà giúp việc chị chuyên môn lắm, vì trước đây chị đi Đài Loan chị làm giúp việc rồi. Thì nếu mà thương người ta thương chị thương người ta, thì công việc của chị vẫn tối về chị vẫn chu đáo với công việc nhà người ta, mà chị vẫn có thời gian chị đi giúp việc xung quanh đấy luôn. Dạ vâng, nói rồi. Còn người trong Nam phải là quê quán thì cũng không phải là người miền Trung mà là người Việt Nam luôn á. Ừ, chứ đừng đưa chị về miền Trung, là chị đừng có ghét cho chị về miền Trung. Nhưng mà ý là ví dụ như người ta là người miền Bắc, miền Trung, hoặc người ta làm việc trong Sài Gòn ấy, thì vẫn được đúng không? Ừ, đúng rồi, mà nhà ở Sài Gòn, miền Nam thì được. Không không phân biệt vùng miền, nhưng mà ý là ở người ta đang ở trong Sài Gòn thì là ok. À, ok. Hoặc là như trước đây, là chỉ đi Đài Loan chỉ rất giỏi tiếng Trung. Nếu mà người biết tiếng Trung hoặc người Trung mà ở Sài Gòn cũng được. Người Đài Loan đấy. Vâng ạ. Đang nói chị. Ok chị. Ừ, tìm người cho chị phải gọn gàng sạch sẽ nhá. Tại vì chị công việc của chị đi giúp việc chị rất là gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp, chị sợ bẩn lắm. À sao rồi, chắc chắn rồi. Chị cũng tiếp xúc, chị sống với người nước ngoài nhiều rồi, cho nên chị rất là sạch sẽ. Chị không ưng người bẩn đâu. Người bẩn mà cứ móng tay móng chân bẩn, thiếu quần áo hôi là chị không được đâu. Chị không sống với người đấy được đâu. Dạ vâng, rồi, ok. Dạ vâng, ok chị Dinh nhất, thì hôm nay là cái buổi mà giao lưu làm quen trước khi đã. Xong rồi chương trình có thông tin gì về bạn trai sẽ liên hệ với chị. Cho chị nhá, chọn người nhá, chị không quan trọng tuổi tác về già đâu. Già cũng được, miễn là người ta thương chị. Dạ rồi, cảm ơn. Chị không chê người già, người ta càng già người ta càng thương mình, để chứ chị á lại phải sợ. Dạ. Cảm ơn các thầy chị nhá. Hiểu. Dạ dạ, ok. Dạ chào chị nhá. Rồi chị chào em, chị chào chương trình. Bản thân của mình họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình nhá. À, dạ chào chương trình, em tên là Hoàng My, thì em sinh năm 95. Hiện tại em đang sinh sống tại Hà Việt. Cái gì Hoàng My nhá? Dạ em tên Hoàng My ạ, tên em có hai chữ thôi. À Hoàng My nữa. Dạ. À, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng, thư ký dự án ạ. Thư ký dự án. Công ty mình là công ty gì mi?
À, dạ công ty của em thì chuyên về bên thiết kế nhà máy công nghiệp á, nhưng mà em thì không có làm bên mảng thiết kế, em làm bên mảng nhân sự hành chính ạ. Nhân sự hành chính. Dạ. Mình là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, dạ theo mọi người nhận định thì em là một cô gái ưa nhìn, tính tình của em thì cũng thoải mái vui vẻ thôi. Khuyết điểm của em thì chắc là em hay dễ quên một xíu á. Em thì em sống nghiêng về cảm xúc một xíu. Nếu như mà trong một chuyện mà giữa lý trí với tình cảm thì thường em sẽ bị cảm xúc chi phối nhiều hơn. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ trước đến giờ thì em có nhiều mối tình lắm rồi. Nếu mà tính từ xưa đến giờ thì em có nhiều lắm rồi. Nhưng mà mối tình mà gần nhất thì em cũng quen được 5 năm. Thì như cái thông tin mà em cũng đã gửi cho chương trình đó, thì do có một số cái vấn đề tụi em không có thống nhất với nhau được về cái vấn đề tôn giáo đó, cho nên là tụi em dừng lại. Vậy là bạn là người công giáo à? Dạ đúng rồi, em là người công giáo ạ. Thế ví dụ như bây giờ mà tìm kiếm chàng trai hẹn hò với bạn ấy thì mình phải thống nhất vấn đề như thế nào? Dạ ví dụ như là nếu mà được á thì cùng tôn giáo với nhau là một điều tốt rồi, còn nếu như mà không cùng tôn giáo được với nhau á thì quan điểm của em trước đây đến giờ thì đạo ai nấy giữ, nhưng mà về cái phần về con cái á thì là bên em họ bắt buộc á, là con cái thì phải được rửa tội và theo đạo Thiên Chúa, cho nên là em cũng muốn tìm được một người có thể thống nhất được với em với điều đó. À rồi. Dạ thì cái đó là ngoài cái vấn đề ưu tiên đầu tiên ra thì em cũng muốn tìm được một người có công việc ổn định và sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh cho nó gần, nó tiện với em. Rồi. Ừ. Ok. Tuổi tác thì sao? Ngoại hình, tuổi tác. Dạ nếu mà nói về ngoại hình thì mong muốn của em là cao được 1m7 trở lên. Còn nếu như không cao được 1m7 thì cũng tùy vào tổng thể như thế nào nữa. Còn về ngoại hình thì ưa nhìn, tính tình thì em cần một người tinh tế một xíu. Em thích một người đàn ông tinh tế. Còn về tuổi tác thì sao? Về tuổi tác thì em năm nay 28 tuổi rồi, thì có thể quen bằng tuổi hoặc nó được thì lớn hơn em 2 tuổi 3 tuổi, cho đến cao nhất thì em nghĩ dưới 40 tuổi đến 38 tuổi. Rồi. Ok, cảm ơn bạn My nhé. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên chia sẻ những cái thông tin cơ bản đấy. Nếu mà tìm được